vi phạm thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Đây là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân ở điểm B khoản 3 điều 3 nghị định 88. Trước đó ngày 21 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng ban hành chỉ thị 44 năm 2020 về việc tăng cường đảm bảo đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm, thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt cho nền kinh tế, đảm bảo nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển và sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh an toàn kho quỹ, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra kịp thời xử lý các hoạt động mua bán ngoại tệ và dịch vụ đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ không đúng quy định của pháp luật.